Thầy xét 5 đoạn thẳng gồm AB, AD, AC, BD, DE, EC và EF như hình bên được chưa nào các em? Và người ta yêu cầu em là trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Đường thẳng D có đi qua mút của đường thẳng nào hay không? Thì các em biết rằng là một đoạn thẳng là gồm có hai điểm đầu mút và tất cả các điểm nắm nằm giữa ví dụ đây chẳng hạn thầy có đường thẳng EF thì đường thẳng đoạn à, thầy có đoạn thẳng EF thì đoạn thẳng EF là gồm có hai đầu mút là E và F và gồm tất cả các điểm ở giữa giữa E và và F đúng không nào vậy chúng ta quan sát đề bài người ta yêu cầu là đường thẳng D có đi qua đầu mút của đoạn thẳng nào hay không thì thầy thấy ngay đường thẳng D của thầy chỉ đi qua đầu mút của đoạn thẳng E và và F đúng chưa nào, ví dụ thầy có câu A, nào thầy có đoạn thẳng D là sẽ đi qua đầu mút của đoạn thẳng đầu mút.